Rồi, Đinh Lê Bố chào tất cả các bạn nha. Thì bữa giờ Đinh Bố mình bận làm cái nhà kho để mà đợi hàng hóa rồi các bạn. Rồi cho nên là Đinh Bố mình rất là bận luôn. Nói chung là mình biết nhiều nó khổ nhiều bạn. Bữa giờ mình làm cái nhà mà nó mệt gì đâu luôn, đuối lắm bạn. Thì các bạn biết là làm nhà làm cột nó mệt lắm. Hàng này nó dời cũng mấy ngày rồi bạn, mà mình bận quá mình không có thời gian để lên video nha. Thì hôm nay mình cố gắng mình quay video rồi. Các bạn mua hàng gì thì các bạn nhớ liên hệ cho thư ký nha, tại vì nó không nó nghe điện thoại các bạn được, chứ mình lu bu lắm, mình không có thể nào nghe điện thoại được nha. Cho nên các bạn mua hàng đừng có gọi cho mình. Thì hôm nay mình có mấy lô máy nè. Thì cái lô này bữa giờ là chưa có bán được cây nào luôn nha các bạn, tức là nó giờ hôm kia chưa bán cây nào luôn. Lô này thì nó mới có nhiều con, nó như mấy đập thùng luôn mà, như mấy thùng luôn đó, mới khen à. Đấy mà nói chung là mình quen hết vô đây cho các bạn luôn nha. Thì hôm nay nó có nhiều lô Mitsu nữa nè, TL20 các bạn. Lô này TL20 nha. Còn lô này là lô TB27 các bạn, 27 260 27 nè, 26. Còn mắc áo mình trừ 500.000 nha, cái con đó mắc áo bạn, trừ cho bạn 500.000. giờ bạn mua áo bỏ vô nha. Cái lô này là lô Mitsu có cây 23 nè bạn, nó bỏ lộn cây 23 vô nè. Cái này là 23 nha, 23 thì nó tốn 1.000.000 cây các bạn. Đó, thì quen vô đây cho tính cho bạn luôn. Lô này là TM24 nha các bạn. Hôm nay nó có lô Estin nữa nè. Lô Estin, Estin 52 nha, Estin 52. Lô này là lô Estin 52 nha các bạn. Rồi, hôm nay nó có gì nữa ta. Lô này là lô Ruby bạn, hàng hốt nè, hàng này hàng hốt. Rồi. Có lô Estin này nó ít đời mới nè bạn, có lô Estin đời mới nè. Ở đây có ba lô Estin nè bạn, ba lô này của Estin với lại con này ông TG nè bạn, mà mình thấy nó mới lắm nè, bô đồ trắng tươi luôn. Đó. Rồi, các bạn nhớ là mua hàng đừng gọi mình nha, tại vì dạo này mình làm nhà mình bận lắm bạn, mình phải nói chung là mình bán tôn rồi làm đủ kiểu, làm cái kho chứa hàng thôi bạn, nó lu bu lắm. Rồi. Rất là bận luôn. Là lô số 1 đâu nằm đâu ta. Giờ nó cũng mệt rồi, nói hết nổi luôn bạn. Đuối luôn như trái chuối luôn. Rồi lô số 1 này là lô này 1.600.000 này, trừ 200 cứng còn 1.400.000 nha các bạn. Lô này lô số 1 có 4 cây thôi. Này nó là Mitsu TL15 nè. Còn con này nó là TF24. Này TF24 này TL130. Con này có đời luôn nè các bạn. Con này không có đời đâu nha. Đó. Lô này lô lộn xộn nha các bạn. Thì cả một lô luôn nha, có 1.400.000 thôi, 4 cây luôn. Nó có 1.400.000 nha. Có một cây cần nó bị cong nha các bạn. Mà lưu ý là có cây cần nó cong mất đầu bò nữa nè. Đó. Rồi. Nguyên lô mấy 1.400.000 đó bạn. Giờ bán con hai con là đủ vốn rồi nha. Lô 1 này là 1.400.000 nha các bạn. Lô số 2 này là 1.000.000 nha. Lô số 2 này là hai con S23 nha các bạn, hai con Kawasaki S23. Đồ bò nó đây bạn, đồ bò nó đây. Cái dòng S20M3 này. Này 20 nha các bạn, chứ không phải 23 đâu, 20 á. Con này 20 luôn nè. Dòng này thì hơi tốt lắm bạn. Dòng này hơi nó đã lắm, 10 con là hơi chắc 10 con. Rồi lô số 2 này là 1.000.000 nha. Lô 2. Lô số 3 bạn, lô số 3 này nó là một con là TD33 này các bạn, TD33. Một con là Mitsu 170 các bạn. Hai con này mới giả mang luôn nha, mới ken nè các bạn, dây giật nè. Mới lắm bạn, hai con này mới lắm. Con này nó có dây cu ro luôn nè các bạn. Đó, cái loại này nó chạy bằng dây cu ro nha, đó. Con này thì ốc của nó 7 màu luôn, TD33 nó ken à. Nè, dây buri nữa nè. Buri nó còn mới nồng luôn, mới đồ, nói chung là đẹp. Hai con này thấy đẹp nha các bạn, dây giật nè, đó, đẹp lắm. Lô 3 này có 1.600.000 rồi bạn. Rồi. Bò nữa này. Đó. Rồi lô số 3 nha. Lô số 3. Rồi lô số 4 các bạn. Lô này là 1.300.000 nha các bạn. Lô số 4. Hai con này là Echo 253 nha các bạn. Một con có cục đời nè các bạn. Con có cục đời. Một con là không có cục đời nha. Đó. 253 mà mình xăng nó trắng tinh nè bạn. Cái lô này dời bữa mình dời mình thấy hàng nó mới lắm mà, hàng đẹp lắm. Nói chung là cây nào mình thấy nó cũng mới ken đẹp. Công nhận cái lô này đúng đẹp luôn bạn. Lô số 4 nha, 1.300.000 nha các bạn. Lô số 4.
Đó, dây giật trắng tinh nè bạn, thấy không? Đẹp nha, lô này đẹp, lô 4 nha. Ủa, sau này nó ghi kiểu gì mà hai lô 4 như ta? Thôi, cái lô này lô cái lô số 4 này các bạn mua hàng nhớ nha. Nay nó ghi lộn bạn. Chắc nó lô bu quá rồi, lô số 4 này các bạn ghi nhớ là cái lô số 4 này là lô Maru nha, còn cái lô số 4 này là lô Echo. Rồi các bạn nhớ nha, khi điện thoại đặt hàng nha. Lô này là lô số 4 này là 3.3 triệu nha. Maru này là Maru tâm bự nha các bạn. Nè. Nó là Maru 330 tâm bự nha, hàng tâm bự đẹp. Đẹp lắm bạn, dây giật nè, trắng lắm. Đó. Nó là 32 nè. 3230 các bạn. Đó 3230. Còn con này là 26 bạn, con này 26. Con này là 320 nè, này nòng 38 ly các bạn. Nè, 320 luôn nè. Đó 32 luôn á. Máy lớn nha các bạn, máy bự á. Con này là 26 nha các bạn. Đó, con giữa này là 26 thôi. Còn con này 32. Con này 32 luôn, 3230 luôn. Ừ. Đẹp lắm, tâm bự nè. Bố bự nè các bạn, thấy không? Con này bố nhỏ, con này bố nhỏ Maru vuông hợi nha. Này hợi VIP á. Lô 4 này là 3.3 triệu nha các bạn, 3.3 triệu. Đầu bò nó còn nguyên nè các bạn. Ừ. Hai lô này thì đầu bò con nào nấy mình thấy còn nguyên, chén dao rồi còn nguyên nè. Còn nguyên si luôn. Đầu bò chén kẹp dao rồi còn hết nha. Đó, còn nguyên bản các bạn. Nói chung là đêm ba búa mình bán hàng xưa giờ thì các bạn biết rồi nha, hàng bên Nhật tới giờ sau thì mình bán cho các bạn y vậy luôn. Mình không có rút máy ra để bán lẻ nha. Tức là mình không có rút cây nào, ví dụ phải giờ mình thấy cây đó nó ngon á, mình đi mình rút ra mình bán lẻ đâu. Nên bố mình là không có chơi kiểu đó nha. Nên là các bạn mà mua hàng bên mình thì các bạn biết rồi đó, là hàng nó giờ sao mình bán vậy. Cho nên là mình không bảo hành, không bao ship và không bán thiếu nha. Đó, mình bán hàng cho dù nó đẹp cỡ nào người ta trả, ví dụ nó chòi giá lên 300-400-500 ngàn thì mình cũng không rút ra bán để mà lấy thêm 300-400 ngàn đó nha. Mình bán lô cho các bạn luôn. Rồi, lô số 5 này là 1.3 triệu một cây nha các bạn. Lô 1.3 triệu một lô, lô này là hai con. Một con là Komatsu 22 nha các bạn. Con này xài chế One Bronze nè, hai kim luôn nè các bạn. Đâu tôi coi. Con này nó trợ lực các bạn. Chế này có một kim nè, chế One Bronze nè. Con này nó có trợ lực nè các bạn. Đó. Còn con này là Echo 230. Con này nó có cục đời nè các bạn. Echo 230 có cục đời luôn nè. Nè, cục đời nó nằm đằng đây nè. Đó. Cục đời này các bạn tháo rời đã được nha. Lô này thì đầu bò là 1.3 triệu nha các bạn. Đầu bò của nó nè, còn nguyên si nha. Đó. Đây là hôm nay có lô này nó mới lắm rồi bạn, như mấy thùng luôn. Là các bạn nhìn cái con Sinova S35 này nè. Nè, cái bây giờ mình xăng nó nè, trắng tinh luôn. Con này chắc mình nghĩ nó xài tầm mới lít xăng là nó vứt bãi sau á. Mới lắm nha, con này nó như mấy nói chung là nó như mấy khui thùng luôn bạn, như mấy mới luôn, nó là S35 nha các bạn. S35. Còn con này là Sinova Shop 260 nè các bạn. Mới can luôn. Mình xăng nó nè. Mấy con này mới lắm mà, mới giả mang luôn. Lô này có 2.5 triệu đâu nha các bạn. Đầu bò của nó còn nguyên bản luôn nè. Đó. Hai con này một hãng nha, nhưng mà khác công suất. Con này nó trợ lực luôn nè, mà trợ lực luôn nè. Ừ. Xăng trắng tinh nè. Đẹp lắm. Hai con này đẹp giả mang luôn mà. Nòng con này nó còn trắng tinh luôn. Nè các bạn nhìn cái nòng của nó nè, y như cái nòng mới luôn mà. Thấy không? Mới nhìn tưởng nòng lô mà, nó dập chữ Sinova các bạn. Đó. Con này là nó mới 99% luôn mà, mới ken luôn. Con này quá biết luôn, bạn nào mà mua giờ bán lẻ thì con này đúng tuyệt giờ luôn mà. 2.5 triệu thôi. Đó, lô số 6 nha. Lô số 7 bạn, mình có cái lô Sinova Shop này bạn, nó giờ nó dày luôn các bạn. Nó giờ nó mất áo nè. Hai con này đáng lý 2 triệu bạn, nhưng mà do nó mất áo nè nên mình bán giá sát cho bạn nha. Là 1.3 triệu thôi. Bán giá sát nha. Được coi máy nó là máy nó là R230 nè. Còn con này nó là R231 nha các bạn. Đó. Hai con này nó xài chế 2 kim luôn mà, xài chế One Bru 2 kim luôn nè. Hai con này mình bán giá sát nha. 1.3 triệu thôi, lô số 7 nha các bạn. Đầu bò của nó nè. Còn nguyên luôn nha. Rồi. Lô số 7. Lô số 8 này là 1 triệu nha các bạn. Hai con này nó là Sinova S hay hai máy này ta, nhìn coi. 23 các bạn. 23 luôn nha, hai con đều là 23 luôn. Nè. Bồ nó trắng nè, đó. Rồi. Lô này 1 triệu nha các bạn, lô số 8 nha. Lô số 8. Lô số 9 nha các bạn, lô này là 2.450.000. Lô số 9 này là ba con này là Kawasaki các bạn, TG25 nè. Này TG24 nè. Còn con này là nó cũng thuộc dạng TG luôn các bạn, nhưng mà nó xài tâm liền. Con này là
Thằng 4G dòng này bạn nó xài chới ra ngang nha các bạn. Nó khác mấy thằng 4G này là xài chới ra đứng, nhưng mà máy công suất nó y chang nhau nha. Nồng nước nó y chang nhau. Này con này nó xài chới rin 2 kim luôn nè. Nó mất hai con ốc xăng với lại bộ gió rồi nha. Mai mấy đứa đóng hàng nó bỏ cho bạn bộ nắp gió 260 với hai con ốc xăng nha. Rồi. Lô này đồ bò của nó đây bạn, đồ bò còn nguyên nha. Rồi lô số 9 này là 2.450.000 nha các bạn. Đẹp. Đẹp nè. Liền lạc nha, liền lạc nè, đó. Nồng liếc rồi còn trắng nha, bồ còn trắng nè, ốc nồng rồi, đẹp nè. Rồi. Lô số 10 này là 2.400.000 nha các bạn, Estin đời mới các bạn. Cái con Estin này nè. Nè. Estin này nó đây bạn đó. Này Estin đời mới nha. Nó nhìn nó giống bốn thì đó các bạn. Nè. Nó có nắp cò nè, nhưng mà nó hai thì nha. Các bạn nhìn nắp xăng nó nè. Nó đổi là xăng pha nhớt. Các bạn lưu ý giúp mình nha, đó, xăng pha nhớt nè, bạn thấy không? Đó, nó có biểu tượng nè, cho mọi người biết. Con này nó FF55, này FF bao nhiêu không biết luôn. Con này là FF100. Đó, rồi. Hai con này để cho các bạn là 2.400.000 nha. Ga bóp đều là ga bóp Estin luôn nha các bạn. Này, ga bóp luôn nè. Rồi, đồ bò của nó đây. Đồ bò, mình thấy nó, đồ bò nó nhìn nó như đầu trâu các bạn, nhìn nó bự lắm nè. Rồi, lô số 10 này là 2.400.000 nha các bạn. Còn kiếp đồ còn đẹp. Lô 11 này là lô này lộn xộn nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5 cây. Lô này 2.200.000 thôi. Lô số 11 nha. Singu, Bell. À, hai con đỏ là hai con Bell nha các bạn. Hai con kia là Mitsubishi T100. Còn con dưới là Ryobi các bạn. Rồi. Lô này là 2.200.000 nha. Lô máy lộn xộn nha các bạn. 5 cây. Tất cả là 5 cây luôn nha. Con còn mất đồ bò thì mai mấy đứa nó đóng cho, nó gắn đồ bò cho các bạn nha. Đồ bò thằng này giới thiệu bạn, đồ bò nó xài lắp vuông nè. Lắp vuông ống cần 24. Rồi. Lô số 12 bạn. Lô số 12 này đẹp nè bạn, lô này có 1.400.000 thôi. Mà con này nó là con Estin đó bạn, Estin 23 nè. Estin 23. Chạy chới 2 kim luôn bạn, thấy không? Chới 2 kim luôn nè. Để giật nó nè. Con này nó là TG25 bạn, mới ken luôn nè các bạn. Đó, mới giả mang luôn, bồ trắng tinh nha. Đây, bồ mới ken luôn. Con này mới lắm nha các bạn, hai con này mới lắm, đó đẹp. Hàng này đẹp nha. Lô số 12 này 1.400.000 đó các bạn, đẹp lắm. Đồ bò của nó kìa. Mới ken luôn. Rồi. Lô số 13 bạn. Lô này thì 2.000.000 thôi. Lô này thì nó có một cây mình thấy nó như máy mới các bạn, đây nè. Lô số 13 này là TG1820 nha các bạn. Đây bạn, các bạn nhìn cái con này, các bạn nhìn mới nhìn này thấy không? Đó, các bạn tưởng cái con này là thay bình xăng lô các bạn, nhưng không phải đâu nha. Bình xăng rin nó nè. Bình xăng lô là nó không có cái này đâu nè, các bạn nên nhìn nè, chỗ này nè. Bình xăng lô là nó không có cái này đâu nha. Đó. Này mình mới nhìn mình tưởng bình lô không à. Mà các bạn nghĩ đó con máy gì mà sao bình lô được, ốc của nó nè. Nòng của nó nè, con máy này nó chưa xài nha các bạn. Bên Nhật nó quan bãi luôn á, chứ nó chưa xài đâu, bà đảm bạn luôn. Đó, còn cái con này thì nó đóng ten rồi nè. Thì như các bạn biết rồi, thì mà búa mình bán hàng rồi giờ là hàng giờ nó đẹp cỡ nào mình bỏ vô cho các bạn luôn nha. Có nghĩa là bên Nhật bây giờ sao mình bán vậy luôn. Cho nên là mình không có lụm con máy đẹp ra để mình bán lẻ. Ví dụ như mình lụm này ra, mình bán lẻ mình lời thêm 500 triệu đi. Thì mình lấy cái tiền lời đó là mình có thể hạ mấy cái này xuống vẫn được luôn. Nhưng mà mình không bán nha, mình đỡ vậy luôn. Bán lô cho các bạn nha. Rồi có à quên, cái lô này có một con các bạn, cái đầu bò của nó nè. Đây các bạn, đầu bò của nó nè, đó là nó dạng như cái cắt các bạn nè, đó, thấy không? Đó, vứt cho các bạn luôn. Cái đầu bò này lời lắm nha các bạn, cái đầu bò này, cái bộ này nè, được 500.000 các bạn. Tức là cái bộ này bán bằng tiền cây máy các bạn. Rồi. Lô này lô 13 này có 2.000.000 thôi nha, đó. 2.000.000 thôi, lô 13 nha. Cái con này có cục đời nha các bạn, nè, con này có cục đời nè. Mà cục binh ở đâu rồi? Không thấy cục binh ta. Lô 13 nha. Rồi lô 14 các bạn. Lô này 1.700.000 nha. Lô này thì có con mới lắm nè bạn. Con này mới lắm nè. Rubin cổ dịch mà. Dây giật nó nè, trắng tinh luôn. Hơi còn đã lắm mà. Bồ nó còn trắng tinh luôn nè. Dòng này Rubin này nó chạy chế quanh mà rú nha các bạn. À, bạn nhìn bồ nó nè. Như mấy thùng nha các bạn. Lô này đẹp lắm. Lô 14 này 1.700.000 nha các bạn. Rubin này nó thôi. Nòng 34 nha các bạn, 2 năm nè. Con này là 251 nè, nòng 34, con này 251 luôn, 255 luôn.
Lô bò này. Rồi lô 15 bạn, lô này 1,3 triệu nha. Lô này là hai con Echo Kyrix bạn, Echo Kyrix. Lô 15 1,3 triệu nha các bạn. Rồi. Lô 16. Lô này là 2,3 triệu nha các bạn, 2,3 triệu. Đây, đầu bò nó đây. Hai cái này nó là được rồi, 251 261. 261 còn con này là 25 luôn nha các bạn, con này 255. À cái lô này toàn máy lớn không bạn ơi. À con này 251 nha. Cái lô này toàn máy lớn không nha các bạn. Con này nòng 34 hết luôn á. Lô này á, lô này toàn nòng 34 không à. Con này 255 nè, tum rời nè. Rồi Makita bạn. Anh em nào mà bán online thì lấy lô cái lô này bán nha, toàn máy lớn thôi mà Makita nữa. Rồi. Makita cổ dịch. 261 nè bạn, thấy không? 254 nè. Đồ bò của nó nè, đó. Rồi lô 16 này là 2,3 triệu nha các bạn, 2,3 triệu. Gơ bóp này bạn. Con này thấy cái Makita này mới lắm nè bạn, dây nó nè, thấy không? Trắng tươi luôn nè. Đẹp. Lô này có lời nha các bạn. Còn máy lớn thôi, không có máy nhỏ nha. Rồi. Lô 17 bạn, lô 17 này thì nó có 3,4 triệu thôi. Trừ 200 bởi áo là còn 3,2 triệu nha. Rồi lô số 17. À có một con bởi áo ta. Lô này mới lắm bạn, mình thấy con nào bởi đây, mới ken luôn nha. Đây. À đây này bạn, con này nó bởi áo nha các bạn. Này bởi áo. Lô này thì 26 này bạn, con này 26 nè. Con này 26 luôn. Con này mới lắm nha các bạn, con này mà rút ra là bán được 1,5 triệu luôn á. Con này nè. Nhưng mà mình không có rút ra nha, mình đỡ cho em bán cho theo lô bạn luôn dây nè. Thấy không? Nè dây nè. Thấy không? Mà mấy dây vì các bạn hút nhanh chứ không à, cái dòng này hốt lắm mà người ta lấy mất. Rồi. Rồi lô này là lô 17 nha. Lô này các bạn đọc tên nó là lô Ryobi nha. Lô 17. 3,4 triệu trừ 200 còn 3,2 triệu nha các bạn, lô 17 đi. Rồi lô 18 mà. Cái lô này là 3,5 triệu nha, 5 con T. 5 con này là Echo 209 nha các bạn. Thì cái 209 này mình hay lên video mình hay nói mấy anh em thợ ở nông thôn lắm bạn. Tức là những anh em thợ nào ở nông thôn á, các bạn đừng có ham máy mới nha, ham máy đẹp hoặc là ham những cái máy mà vỏ nhựa đồ. Thì mình biết là mình ở nông thôn thì mình gọi là mình cái mẹ đó bạn, mình máy nó nhìn nó vỏ nó bằng sắt cũng được nhưng mà nó trâu bò được nồi đồng có đá. Đó, giống như mấy con xe mà cúp 81, cúp 82 rồi bạn. Nó nồi đồng có đá bạn, chạy rất là bền mà lợi xăng. Rồi mình đang nói xe nha, còn cái thằng này á, là bình xăng con của nó là các bạn dời. Cái dòng này bình xăng con phải thay đó bạn. Bình xăng con hoặc là các bạn làm lại cũng được. Nói chung là các bạn làm lại nó chạy ngon dưới bơm rin nó còn luôn nè. Nè, thấy không? Đó. Lô này có 3,5 triệu thôi nha các bạn, 3,5 triệu thôi. Đợi mình tí mình nghe điện thoại cái rồi mình quay tiếp nha. Rồi cái lô này là lô số 18 nha các bạn, lô này có 3,5 triệu thôi. Thì anh em thợ nào mà ở miền lộn ở thôn quê các bạn thì mình nên lấy dòng này làm, tại vì chạy rất là bền nha các bạn. Chạy rất bền luôn mà đồ đạc rất là dễ tìm, rất dễ mua nha. Phụ tùng nó mua rất là dễ luôn. Dễ kiếm các bạn, nói chung là vậy á, là Echo 209 nè. Đó. Các bạn bán cho người dân ở nông thôn vậy bạn, người ta khổ cực người ta mua những con máy nó rẻ nhưng mà chạy nó rất bền, ngon bổ rẻ đó bạn. Đó là mình ở nông thôn là mình bán những cho người dân là những con máy như vậy đó bạn. Thì mình cũng yên tâm nữa. Tại vì cái tum của nó là tum rời bạn, tum này cái thằng này nó xài 4 con của nó là 260 bạn, thay nó cũng dễ nữa. Đó. Lô 18 này là 3,5 triệu nha các bạn, 5 con. Rồi. Cái đầu bò này là các bạn yên tâm nha, mai mấy đứa nó ráp cho bạn cho. Nó ráp đầy đủ đồ cho bạn, giờ các bạn làm thôi nha. Dòng này ở miền Trung đồ, những nơi mà nông thôn người ta hay làm đó bạn. Anh em thợ người ta làm rất là nhiều luôn. Là những dùng mà gọi là ở nông thôn mà người dân ở những nơi người dân họ rất là khổ bạn, kiểu như thế. Nên là mình đem mấy giờ mình bán á, gọi là ngon bổ rẻ bạn. Giá nó mềm nhưng mà chạy nó bền, kiểu như thế. Rồi, lô này nè. Lô 19 các bạn, lô này là nó là Tanaka Bomat nha các bạn, Power Bomat á. Lô này nó có 2,4 triệu trừ 200 cứng nè, còn 2,2 triệu nha. Thì cái dòng này các bạn biết là tum rời mà chạy hầu giờ cái thằng này á, nó giờ nó đẹp lắm bạn. Mình khói thằng này ở chỗ cái đầu bò của nó nè các bạn, nè. Nắp dao đồ nhìn nó phủ lên nó không chống quấn cỏ nè. Cái thằng này nó kết nhất là bộ đầu bò với lại bộ cần của nó nha các bạn. Cái bộ đầu bò với bộ cần thằng này mà tháo ra mà bán cho anh em thợ người ta hay mua giá được giá lắm bạn. Tại cần của nó với đầu bò của nó là nhìn là ta khói liền các bạn.
rất whip luôn. Hơi còn ngon lắm nha. Con này trời ơi là trời mấy, con này nó chưa đổ xăng luôn rồi các bạn. Bô nó nè, mới can luôn. Thấy không? Mới can luôn các bạn. Nhiều con nó mới đó bạn, hàng bãi mà nhiều con bây giờ các bạn khui hàng ra các bạn giật mình luôn á. Rồi lô này là 2.4 triệu trừ 200 cứng nha. Còn 2.2 triệu đó các bạn. 4 cây nha các bạn, 4 cây. Rồi lô này Tanaka nha các bạn, nó là hàng Tanaka tum rồi nha. Con này tum nhôm nè các bạn, con này tum nhôm luôn. Con này tum nhựa nè các bạn. Con này tum nhôm nè. Thằng này nó trên giá nha các bạn, nhưng mà quan trung bán luôn. Thằng này nổ dữ lắm mà. Thằng này đập cước được luôn nè, thằng này nè. Lô 19 nha. Rồi lô 20 các bạn, lô này 2.1 triệu thôi. Lô này thì mình thấy hôm nay nó cũng đẹp lắm bạn, ba con này. Tanaka chữ A mà, đẹp mới khen luôn nè. 22 nè, 22, 24, con này 24 nè bạn. Đó cái thằng Tanaka chữ A, đầu bò của nó mình cũng thích lắm bạn, rất thích những cái đầu bò của thằng dòng Tanaka luôn. Là mình thích nhất đầu bò của nó. Lô này thì mình thấy đẹp nha các bạn, mới lắm. Dây nè, hơi đồ nó còn chắc lắm nha các bạn. Con này Buri nó còn đẹp nè, nồng niết đồ, mới khen à. Dây giật trắng tinh nè. Rồi lô này là 2.1 triệu nha các bạn, 2.1 triệu thôi. Lô 20, lô 21 này là hai con Rubin nha các bạn. Rubin này cái thằng Rubin này ở những cái vùng Đắk Nông đồ, nói chung là cái thằng này nồng nó 33 ly nha các bạn. Thằng Rubin 231 này nồng 33 ly á. Những cái dùng mà ở nói chung là Tây Nguyên người ta chuộng dòng này đó, tại vì nồng nó 33 ly, chạy rất bót luôn mà, rất mạnh luôn. Dây nè, đó chắc nịch luôn bạn. Rồi lô này 1.4 triệu đó các bạn. Đó các bạn tìm dòng Rubin nào mà nồng 33 ly mà tum nhôm mà 1.4 triệu thôi, 3 cây 2 cây 700 thôi bạn. Lô này thì quá vip luôn nha, thấy vậy chứ thằng này chạy rất bót nha, nổ rất giòn luôn và chạy chới quanh rồ nha các bạn. Nó xài chới quanh rồ hợi của Tây Nguyên á, thằng này á, Rubin. Lô này là lô 21, 1.4 triệu nha các bạn. Đầu bò nữa nè. Lô 22 nha. Lô này để coi, lô này ít tinh nha các bạn, ít tinh này để coi. 7 triệu trừ 200 cứng còn 6 triệu 8 nha. Lô này là 9 con ít tinh. Đẹp nha các bạn, ít tinh đẹp lô này á. Liền nha, liền lạc đẹp. Rồi, đầu bò của nó mình thấy nó cũng liền nè, nó còn đầu bò còn nguyên bản ấy luôn nha các bạn. Lô 22 là còn 6.8 triệu nha các bạn. Lô này là 9 con ít tinh. 7 triệu trừ 200 nha, 9 con nha các bạn. 9 con. Rồi cái con nào mà nó không có tay lái thì mấy đứa đóng hàng nó bỏ cho các bạn tay lái mới nha. Lô số 22 này là 6.8 triệu nha các bạn. Ít tinh 22, 23 nha các bạn. Nè, 23 nè. Đó, 22, 23. 3 nữa nè. Con kia 22 các bạn. Rồi lô 22 nha. Lô này là 6 triệu 7 triệu còn 6.8 triệu nha các bạn. Đó. Rồi lô 23. Lô này là 2.7 triệu các bạn, 2.7 triệu nè. 2.7 triệu lô số 23 nha, 7 con lô số 23. Đầu bò của nó đây các bạn. Con này mất đầu bò ta. Con này nó mất đầu bò các bạn. Để mình bảo trừ cho các bạn nha. Trừ 200 nha, còn 2.5 triệu nè. Con này nó mất đầu bò để lát mình bảo mấy đứa trừ ghi sổ vô là trừ cho các bạn, trừ tiền đầu bò 200 ngàn nha. Rồi các bạn giờ các bạn mua đầu bò thả vô. Con này là TM24 nha các bạn, Mitsu TM24 này, 24 luôn, 24 luôn. Con này chạy chới 2 kim luôn nè các bạn, nè, đó. Thấy không? Chới quanh và rú 2 kim luôn nè. Này chơi một kim, này hai kim nè bạn. Đó, chơi quanh rú hai kim nè. Thấy không? Rồi. Máy nắp xăng này mai nó đóng hàng nó thò cho các bạn nha. Thì nó cho nó, bây giờ mình soạn máy mình quay video thôi. Nhưng mà khi đóng hàng là nó thiếu gì nó bỏ cho các bạn ra sau. Rồi. Con này lô này là mình trừ 200 đầu bò nha, để mình bảo mấy đứa nó ghi vô cho các bạn luôn, trừ 200 đầu bò là còn 2.5 triệu nha các bạn. Lô 23. Mitsu TM24 tum rồi nha các bạn. Rồi lô 24 này là Mitsu TL21, 23 nha các bạn, 20 nè. Con này 20 nè các bạn, 20. Con này 21 nè. Và con này 23 nè các bạn, con này 23 nè, đó. 23 đó. Lô này lô số 24, 2.4 triệu nha. Lô này thì mình thấy nó mới đẹp nha các bạn, đẹp mà mới nó. Dây nó nè, dây giật trắng tư các bạn, đó đẹp. Dây đẹp lắm các bạn. Đó.
mới đẹp nha. Rồi đầu bò cũng nguyên suy nha. Đó rồi 24 nha, lô này số 24 là 2,4 triệu nha các bạn. Lô số 25, lô này là 2,4 triệu luôn các bạn, nhưng mà trừ 500 nha. Cái con này nó mất cái áo này các bạn à, mất cái áo mà trừ 500 nha các bạn, còn 2,9 triệu nha. Nè con này nó là Mitsu mà tôm nhôm luôn, hơi chắc thịt nha các bạn. Con này còn mới ken luôn đó, hai con này đời mới nha các bạn, đầu bò còn nguyên si luôn. Con này nó còn năm sản xuất luôn các bạn, các bạn muốn nhìn năm sản xuất nhìn đây nè. Nè con này 2019 nè các bạn. Cái này mấy bạn nào bán hàng online rồi lấy mấy cái này giờ bán sướng lắm. Này 2019 nè, đó các bạn thấy không, nè thấy không, 2019 nha, đó đời 2019 luôn á, tháng 3. Con này nó là tơi bơi 27 mà mì xăng trắng tinh luôn nè, đúng không, mở ken luôn, ra bóp luôn mà nè, ra bóp nè, con này cũng ra bóp luôn nè. Con này mất cái áo mẹ rồi. Con này nó năm bao nhiêu đây, con này này 2013 mà, con này nè 2013 luôn nè. Bồ trắng tươi nè các bạn, thấy không, giờ kiếm áo bỏ vô nha các bạn, giờ kiếm áo bỏ vô không biết nó rớt đâu rồi. Dây giật trắng lắm mà nè, đẹp. Mới ken rồi. Rồi rồi hai con này là 1,4 triệu còn 1,9 triệu nha, trừ 500 mất áo đó các bạn, nó con bị mất áo á. Đủ hai con này mà nó đầy đủ áo là nó phải nằm giá mấy con, nó phải tầm 2,7 triệu, 2,8 triệu luôn bạn, đời mới được giá lắm mà, đẹp. Hai con này đẹp. Rồi lô này là lô tơi L20 nha các bạn, lô 26 Mitsu tơi L20 này, đầu bò nó này mà. Lô này là mấy cây ta, 5,3 triệu nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây, 6 cây nha các bạn, 5,3 triệu mà 6 con Mitsu TL. Con này hợi nha các bạn, con này nó là 2001 các bạn. Bô nè, trắng tinh nè các bạn, thấy không, bô trắng lắm nha, chới hai kim mà, đẹp. Con này mới lắm nè các bạn, bô trắng tinh nè, đẹp lắm. Đầu bò cũng nguyên nè. Rồi tôm rời hết nha, cái con tôm liền đó cũng là hợi luôn nha các bạn, nó hợi VIP á. Rồi lô 26 này là 5,3 triệu nha, 5 con lô 26 nha các bạn, 6 con chứ lộn, 6 con. Rồi lô cuối cùng ngày hôm nay nha các bạn, lô này là lô số 27 nha các bạn. Thì cái lô này mình thấy toàn là đây, toàn là cây mới, cây đẹp không nha. Thì những cái cây đẹp, cây mới này nè các bạn, thì các bạn biết rồi, những anh em lái người ta trả mình 1,2 triệu một cây luôn á, nhưng mà mình không bán các bạn, mình để nguyên lô cho các bạn nè. Chứ những cây đẹp, cây mới này là mình bán mù cho người ta, mua 1,2 triệu cây người ta vẫn lấy nha các bạn, nhưng mà mình đỡ cho anh em luôn, có nạc có mỡ đó, nhiều cây rất mới luôn nha. Thì cái lô này nó có toàn 23 với lại được 3 cây 26 thôi nha các bạn, toàn 23 thôi, không có 20 đâu nha, toàn 23 thôi đó. Thì có một cây là cây này nó là cây 26 tum rời nha, cây này nó tới 1,4 triệu một cây, lộn 1,3 triệu các bạn, cây này 1,3 triệu lần nha, cái đó nó trên giá nha các bạn, nó 1,3 triệu lần á đó, mình quen hết cho các bạn luôn. Thì cái lô này nó tới 23 cây nha, 23 cây. Rồi lô này là 20 triệu chẳng luôn nha các bạn, hay lô số 27 20 triệu chẳng luôn, nhiều con nó mới ken luôn nha. Đó mới giữ lúc 26 thì được 3 cây các bạn, được 3 cây 4 cây gì thôi, 26 con này trợ lực thì trợ lực nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nói chung trợ lực cũng nhiều lắm nha, 7, 8 con trợ lực, cá bóp cũng nhiều nha các bạn, cá bóp này quá trời luôn, đầu bò của nó nè, đầu bò quá trời luôn, đầu bò đẹp. Rồi lô này là lô số 27 nè, 20 triệu nha các bạn, đẹp mới lắm nha, toàn hàng VIP thôi, toàn là hàng trên triệu không nha các bạn. Những cái hàng đẹp như vậy nè các bạn là giá nó trên triệu cây lượng các bạn, nó cao tiền lắm đó. Rồi mình quen chung cho các bạn luôn đó, nhiều toàn hàng mới, hàng VIP thôi đó, mới lắm nha. Rồi lô này 20 triệu chẳng nha các bạn, hết luôn á, là mình có tính khứ hao, tức là có bớt trong này rồi cho các bạn rồi nha, tức là có bớt hết rồi đó. Chứ nói chung là các bạn cứ chia ra đi nha, mình có bớt trong này hết rồi nha. Cây này là giá nó trên, giá nó tới nó trên 400 ngàn cây các bạn, nó trên những con này 400 ngàn cây. Rồi
Thôi xin chào tạm biệt các bạn nha, chúc anh em mua may bán đất gặp nhiều may mắn nha. Thì bữa giờ mình lu bu quá bạn, nên là hôm nay mình nói hết nổi là mình mệt các bạn, nó không nổi luôn. Thôi xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn mạnh khỏe nha. Mình xin kết thúc video đây các bạn mua hàng liên hệ cho thư ký có Zalo nha các bạn. Xin chào các bạn nha.